Ô tô 360 xin trân trọng gửi đến toàn thể quý vị và các bạn một cái mẫu xe SUV, đó chính là chiếc xe Mazda CX-5 phiên bản AVKD, tức là số tự động 2 cầu 2.5 lít ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân và đăng ký từ năm 2018 ạ. Chiếc xe đã lăn bánh được 2.2 km rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Mazda CX-5 2018 này ạ. Đầu tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe đã. Chúng ta tiến hành tiến sát lại gần chiếc xe để xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe nào. Đầu tiên thì quý vị và các bạn xem về cái phần đầu, phần ba đợt sốc trước của xe đã. Tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về cái phần từ phần sơn này cho đến những cái phần thân vỏ về phần option của chiếc xe. Đây là cái phần đầu của chiếc xe nhé. Chiếc xe đã được trang bị đèn pha bi xenon. Đây là cái phần đèn pha bi xenon này. Xung quanh của cái đèn pha này là có cả đèn led rồi. Và bên dưới đèn gầm cũng đã được trang bị cả đèn led rồi. Rất là đẹp ạ. Đấy, nhìn về cái phần đầu rất là đẹp ạ. Đấy. Và thứ nhất là nó còn đẹp là một, thứ hai nữa là nó còn nguyên bản ạ. Không bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả. Tất cả là còn nguyên bản này. Và cái nước sơn đây quý vị và bạn xem đây. Đây là cái phần nước sơn này. Sơn cabo này. Đấy. Còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Không có một vết xước nào cả. Hôm trước tôi mua về tôi cũng đã phát trực tiếp cho quý vị và các bạn xem rồi. Và nó không xước, nó chỉ bẩn thôi. Hôm nay thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp, cũng đã đánh bóng đi rồi. Và xong thì tôi lại quay lên đây cho quý vị và các bạn cùng xem. Tôi làm video chi tiết cụ thể hơn để cho quý vị và các bạn thấy được ạ. Chiếc xe đã được trang bị gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương. Đây là cái phần này, nước sơn, quý vị và các bạn thấy đấy ạ. Không còn một cái vết xước nào đâu, không khác gì một cái xe mới đâu quý vị và các bạn ạ. Đấy. Nước sơn thì còn nguyên hết đây ạ, không có bị xước sát gì cả. Và phần la răng đúc này, đây là phần la răng đúc này. Và cái dàn lốp của nó còn nguyên bản hết đây quý vị và bạn nhé. Đây, cả một cái dàn lốp này còn nguyên bản ạ. Đấy, chiếc xe được sản xuất năm 2018 và cái đét lốp cũng là 2018 luôn đấy ạ. Cả một dàn lốp này còn nguyên vì chiếc xe mới lăn bánh được có 2.2 km thôi. Về phần nước sơn thì đây rất là đẹp rồi quý vị và bạn ạ, không có xước sát gì đâu. Và đây là cái phần ba đợt sốc sau quý vị và các bạn nhé. Phần ba đợt sốc sau đây ạ. Từ những cái cụm đèn còn rất là mới đây quý vị và các bạn ạ. Cụm đèn hậu này. Cụm đèn hậu còn rất là mới ạ. Đấy, đây là cái cụm đèn hậu này. Cụm đèn hậu còn mới nguyên và nó là cái phiên bản CX5 AVKD. AVKD tức là hai cầu đấy ạ. Đấy, và đây là số 2.5 này này, động cơ 2.5. Và xe cũng đã được trang bị camera lùi. Camera lùi này. Và chủ xe đã lắp thêm cái phần Oppo thể thao đây. Nhìn rất là đẹp. Đó. Nhìn về cái phần sườn ở bên lái đây nhé, cũng còn chưa có một vết xước nào cả. Hôm trước là nó chỉ có bẩn thôi, tôi cũng đã đánh bóng đi hết rồi. Phải nói là rất là đẹp luôn đấy ạ. La răng cũng còn đẹp, lốp còn rất là dày, còn nguyên cả dàn. Đấy, cả một cái dàn lốp còn nguyên hết đấy ạ. Xi nhan tích hợp trên gương, gương chiếu hậu gập điện rồi. Đấy, rất là mới, rất là đẹp ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Bên ngoài thì ok hết rồi, không khác gì một cái xe mới rồi. Đây, xe đã được trang bị là khóa thông minh này, bấm tay để mở cửa này. Và chủ xe đã ốp thêm hết những cái phần chrome này rồi để chống xước đấy ạ. Vì là không ốp thì là cái tay nắm cửa này rất hay xước ở phần bên trong, thì gần như xe nào cũng thế, gần như xe nào cũng hay xước ở cái nắm cửa này. Cho nên là chủ xe rất là cẩn thận đã ốp thêm cả cái phần chrome này rồi. Đến cái bậc cửa chủ xe cũng đã ốp thêm rồi cơ. Đấy, bậc cửa đã ốp phần inox để chống xước ạ. Quý vị và các bạn xem về cái phần táp bi cửa này. Keo chỉ còn nguyên bản hết đây quý vị các bạn nhé. Keo chỉ nguyên bản này, chưa mất một phân keo chỉ nào đâu. Keo chỉ nguyên bản này. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản hết đây ạ, chưa có vết tháo. Đấy. Táp bi thì rất là mới này, rất là đẹp. Đấy, tôi cũng đã đánh dọn đi rồi. Cho nên là rất là đẹp ạ. Cụm điều chỉnh gương kính gập điện này. Lên xuống kính này. Và chủ xe rất là cẩn thận đã dán cả ni lông ở cái táp bi cửa này để chống xước đấy ạ. Ở cái phiên bản 2.5 này thì Mazda cũng đã trang bị cho chiếc CX-5 này là
bộ loa Bose dàn âm thanh giải trí đây, loa Bose nghe rất là hay và đã có cả cảm biến áp suất lốp này, cảm biến áp suất lốp này, vô lăng tích hợp các phím điều khiển này, cruise control này và nội thất da cao cấp. Đây là cái bộ nội thất da cao cấp này, ghế lái là chỉnh điện, ghế phụ cũng chỉnh điện, riêng ghế lái thì chỉnh điện và có nhớ hai vị trí này. Chủ xe cũng đã lắp thêm cái bộ lót sàn 3D rất là đẹp. Đấy, về cái phần nội thất thì quý vị các bạn thấy rất là mới vì chiếc xe mới lăn bánh được hơn 2 vạn km thôi. Đấy, có cả cửa nóc đầy đủ rồi, rất là đẹp đấy ạ. Đây, từ những cái ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên bản hết ạ. Cái doanh cũng còn rất là mới cơ ạ. Đấy, rất là đẹp, tất cả còn nguyên bản hết đấy quý vị bạn nhá. Chúng tôi cam kết là không bị đâm đụng, không bị ngập nước, máy móc nguyên bản, tất cả còn nguyên bản hết ạ. Và đây là chiếc táp bi cửa sau bên lái ạ, về keo chỉ cũng còn nguyên, keo chỉ còn nguyên hết này. Đấy, không có bị mất một phân keo chỉ nào cả, táp bi thì rất là mới luôn. Ốp bậc cửa, ốp bậc cửa cũng là lắp thêm, lắp thêm cái ốp inox chống xước ạ. Phần ghế rất là đẹp này ạ, rất là mới luôn, lót sàn 3D. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn xem về cái phần nội thất option của chiếc xe nhá. Đầu tiên là xe được trang bị khóa thông minh này, đèn nổ start top đây, tôi bật điện cho quý vị và các bạn cùng xem này. Chiếc xe đã lăn bánh được 2 vạn 2 km rồi. Đây là cái đồng hồ công tơ mét của chiếc xe đây ạ. Chiếc xe lăn bánh được 2 vạn 2, vô lăng thì rất là đẹp rồi. Đấy, từ vô lăng này, táp bi cửa này, vô lăng tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, cruise control này, kiểm soát hành trình ga tự động ấy. Cái này đi đường trường mới thấy được cái phát huy được cái tác dụng của nó. Đấy. Và xe cũng đã được trang bị màn hình giải trí đầu DVD, camera lùi tích hợp trên cái màn hình này và điều hòa tự động hai vùng độc lập. Đấy, điều hòa tự động hai vùng độc lập này, cần số này rất là mới này, phanh tay điện tử này và có cả chế độ lái sport này. Đấy, đây là cái chỗ cụm điều khiển cái màn hình đấy ạ, rất là đẹp. Táp bi rất là mới này, táp lô cũng rất là đẹp, táp lô táp bi đều đẹp cả. Và xe được trang bị cửa nóc đây ạ. Đây, từ những cái phần nỉ trần, tôi quay sát ra cho quý vị các bạn cùng xem nhé. Cái phần nỉ trần này cũng rất là mới này. Đấy, phải nói là chủ xe đi phải rất là giữ gìn thì nó mới được như thế này đấy ạ, chứ không là những cái phần nỉ này nó bẩn hết rồi đấy ạ. Cửa nóc đây ạ. Đấy, tôi mở cửa nóc ra cho quý vị các bạn cùng xem. Ví dụ như hôm nay mà trời nó mát trời là một, thứ hai là tôi ở trong cái chỗ này nó không khí nó trong lành, tôi có thể mở cái cửa nóc này ra để lấy không khí ở bên ngoài cho nó thoáng. Đấy, rất là đẹp. Đấy, không thì lại đóng cửa nóc lại thôi, rất là tiện lợi ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần cốp sau. Cái cốp sau hay còn gọi là cái cửa sau đấy ạ. Đi xem xe cũ thì chúng ta tìm hiểu kỹ về cái phần đầu, phần đuôi. Đây là cái phần đuôi đấy ạ, phần cốp sau. Ốc cốp sau còn nguyên bản quý vị các bạn nhé. Ốc cốp sau còn nguyên bản hết này. Đấy, cái gioăng cũng rất là mới này. Ốc cốp sau chưa có một vết tháo nào cả, keo chỉ đây ạ. Keo chỉ của cái cốp sau này cũng còn nguyên hết ạ. Đấy, chưa có một cái vết nào cả. Điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu từ phía sau này. Đấy, phần nhựa rất là mới này. Đây là những cái phần nhựa này, phần nhựa trần, nỉ trần này, rất là mới, rất là đẹp luôn. Đấy, và đặc biệt thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, chủ xe đã rất cẩn thận mua thêm một cái lót cốp sau bằng nhựa để đồ đây, để đồ lên đây để chống xước cho cái cốp và đỡ bẩn cho cái nỉ ở dưới, chứ vì tất cả cái tấm nỉ của nguyên bản của xe đây nó chỉ là nỉ thôi, để đồ ở đây thì bẩn lắm, không lau được sạch đâu. Đây, cho nên là chủ xe mua cái tấm lót cốp này, cho nên là cái phần nỉ ở dưới là mới tinh. Đấy, phần nỉ mới tinh này, phần cốp này, lốp sơ cua này, lốp sơ cua cũng còn mới đây, nó bẩn một chút thôi chứ chưa hạ đâu. Đấy, nỉ rất là đẹp rồi.
rất là đẹp luôn đấy ạ. Và đây là chiếc táp bi cửa sau bên phụ ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ. Keo chỉ nguyên bản này, không mất một phân keo chỉ đâu cả. Ốc bản lề cũng còn nguyên hết đấy ạ. Đấy, ốc bản lề còn nguyên này. Táp bi thì rất là mới này. Đấy, và cái phần nội thất da, nếu như chạy nhiều hay chạy ít, ngồi nhiều hay ngồi ít thì quý vị và các bạn xem ở cái phần ghế da này, quý vị cũng bạn cũng đã biết được luôn rồi ạ. Đấy. Chủ xe thì chạy cũng ít mà lại giữ gìn, nó mới sạch sẽ đẹp như thế này đấy ạ. Nó mới mới như thế này đấy ạ. Và đây là chiếc táp bi cửa trước bên phụ. Từ keo chỉ cũng còn nguyên bản hết đây quý vị và các bạn nhé, không mất một phân keo chỉ đâu. Cái phần này là chúng tôi cam kết ạ. Táp bi cửa này rất là mới. Ốc bản lề này, ốc bản lề cánh cửa còn nguyên ạ, chưa có vết tháo. Đấy, nội thất thì rất là đẹp, táp bi này, táp lô này rất là đẹp luôn. Ghế phụ này cũng đã được trang bị là ghế chỉnh điện rồi quý vị và bạn nhé. Chỉnh điện đây ạ, ghế chỉnh điện này. Và còn rất là mới này. Đấy. Ngồi nhiều hay ngồi ít thì quý vị và bạn xem cái má ghế này là biết luôn, xe chạy nhiều hay chạy ít. Đấy, rất là đẹp. Và đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý vị các bạn này. Tem của nhà sản xuất này. Chiếc xe được sản xuất năm 2018 này, phiên bản 2.5 này, AVKD tức là hai cầu. Đấy, thông số đầy đủ hết ở trên cái tem này rồi. Rất là đẹp luôn. Dù ngoại thất có đẹp đến đâu, nội thất có mới đến cỡ nào mà máy móc lại lỗi bị ngập nước thì vứt đi rồi. Đấy, sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về cái phần động cơ của chiếc xe nhé. Đầu tiên thì quý vị và các bạn xem về cái ốc chân máy này. Đấy, ốc chân máy nó còn nguyên. Đấy, ốc chân máy còn nguyên nhé. Đến ốc mặt máy này, nó còn nguyên bản hết đấy ạ. Đấy, từ những cái ốc mặt máy này còn nguyên này. Chân máy còn nguyên, chứng tỏ là chiếc xe này máy móc còn nguyên bản, là chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì. Nói thật với quý vị các bạn, chiếc xe mới lăn bánh có 2 năm thôi, mới lăn bánh hơn 2 vạn km như vậy. Nếu như chiếc xe mà không có bị tai nạn, không có bị ngập nước thì máy nó còn như mới luôn đấy ạ. Đấy. Hơn 2 vạn thì chưa ăn thua gì cả. Tất cả các ốc nó còn nguyên bản và còn mới như thế này đấy ạ. Mặc dù chiếc xe này chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả, động cơ này để nguyên, tôi mua về là để nguyên đấy ạ. Hôm trước tôi mua về tôi đã phát live stream, phát trực tiếp cho quý vị và các bạn xem rồi ạ. Nếu như quý vị và các bạn nào mà chưa xem thì quay lại xem cái live stream trực tiếp hôm trước thì quý vị bạn thấy được là nó còn nguyên như lúc tôi đã mới mua. À, còn bẩn nè. Bây giờ nếu như chỉ cần lau đi là nó cũng sạch luôn này. Nhưng mà tôi để nguyên, để cho nó nguyên bản đấy ạ. Và ốc cabo đấy ạ. Ốc cabo cũng còn nguyên này. Từ ốc cabo này, ốc chân trong khe kia quý vị bạn thấy đấy, còn nguyên hết ạ. Đây, và keo chỉ này. Keo chỉ còn nguyên đấy ạ. Đấy, còn nguyên bản hết luôn. Chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng, va chạm gì cả thì nó mới còn nguyên bản như thế này ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Phải nói là rất là đẹp. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 779 triệu đồng. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, chỉ 779 triệu đồng thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe Mazda CX-5 phiên bản 2.5 số tự động 2 cầu sản xuất năm 2018 này đấy ạ. Đấy. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Quý vị và các bạn nào mà quan tâm thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ ngay với số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883. Chúng tôi đã để số ở góc bên phải phía dưới của màn hình của quý vị và các bạn nhé. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Mazda CX-5 2018 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.
Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.